Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hôm qua có vẻ là một trong những ngày rất là đáng tiếc của mình luôn vì toàn bộ số Axolot mà mình sở hữu lúc trước và sau khi nhân giống lên đều đã hy sinh và bỏ mình đi hết rồi. Thế nên là hôm nay chắc mình sẽ tìm những cái nhóc Axolot khác thôi. Hy vọng là lứa này thì mình sẽ nhân giống đủ nhiều để khi mà mình mang được một số lượng lớn đi theo thì vẫn còn một ít ở nhà á. Thôi được rồi, bây giờ thì cùng tới một cái hang tươi tốt để tìm kiếm thêm Axolot thôi. Hình như dưới này... Chính xác. Là một cái hang động tươi tốt dưới nước luôn. Uầy, đẹp phải. Ở đây có quá trời cá nhiệt đới đủ màu nè. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần Axolot thôi. Đây rồi, vô hệ thống hang bự rồi. Ê. Con. Ôi trời. Con nhện nó xoay mòng kìa. Hơi chén nha, con nhện nó hơi chén nha. Tỉnh táo lên đi anh bạn ơi. Hơi chén rồi đấy. Ở dưới có con zombie mà mặc giáp lưới kìa. Được cái giáp lưới đây. Được cái áo ra đây. Cởi áo ra. Trời ơi, kêu cởi áo mà cởi cái ủng làm gì. Nhưng mà cũng xin nhá. Cái hang này tính ra nó cũng bự đấy. Chắc mình phải ở đây đủ lâu để đợi cho Axolot spawn ra thôi. Trong lúc chờ đợi chắc mình sẽ vô cái hang này. Mình kiếm thêm ít kim cương về làm quà là hợp lý luôn nè. Không gì tuyệt vời bằng luôn. Đó. Biết ngay mà. Có liền kim cương ngay vị trí này. Nhưng mà hơi khó lấy nha. Tại vì có Reaper xung quanh các thứ đâu nè. Nên cũng phải cẩn thận. Rồi được. Mấy quặng? 2 quặng. 3 quặng. Thơm. Tí nữa thì lướt qua một quặng kim cương rồi. À đâu, 2 quặng luôn. Cái hang này. Ôi, 3 chỗ. À da, sao lắc vậy? 3 chỗ kim cương cùng một thời điểm nè. Giàu to rồi. Được quá ta. Lấy liền để coi mấy quặng. 1, 2, vẫn là 3. Ok. Bên này có vẻ 1 thôi. Mình đoán vậy. À chính xác rồi, nó chỉ có 1 à. Trên này thì mình thấy nó nhiều hơn 1 nè. Cũng hy vọng là 3 đi. Để coi. À nó chỉ là 2 thôi. Như vậy lần lượt là 1, 2 và 3 quặng kim cương. Để xem lần này là mấy. Lần này là 3. À 4 luôn. Như vậy lần lượt là 1, 2, 3 và 4 quặng kim cương trong cái ngách của cái hang này. Ồ, và redstone. Sự may mắn của mình lần trước nè, để coi hôm nay có phát huy hay không đây. Rồi hôm nay có cái nịt nha. Ok. Cởi áo ra. Trời ơi, lại cởi quần. Mấy con này nó lì thế nhờ, mình kêu cởi áo toàn là cởi quần với cởi ủng ra không à. Ủa mà như có đó sai ta. Hình như hơi lạc đề đúng không? Ủa mình đi tìm Axolot mà. Sao tự nhiên cái bị sức hút của mấy cục kim cương nó lôi kéo rồi. Ôi nghiện là dở, nghiện kim cương là dở rồi. Chắc phải đi tìm thêm vài viên kim cương mới được. Ok. Thôi mình sẽ qua tập trung chuyên môn nè. Nãy giờ vừa tập trung chuyên môn là gặp liền Axolot rồi. Ây da. Công việc đầu tiên là mình sẽ làm ra thêm một mớ xô cái đã. Rồi sau đấy hốp Axolot về. Nhóc Axolot đầu tiên. Tuyệt vời. Trùng hợp vậy ta. Mình có cái hộp siêu cơ màu hồng mà bắt được Axolot màu hồng nữa. À, một ngày màu hồng của mình đây chăng. Nhưng mà một thì chưa đủ để mình có thể nhân giống lên thiệt là nhiều. Thế nên là chắc phải lượn thêm vài vòng nữa để kiếm thêm. Nhưng mà khoan, kiếm thêm thì từ từ kiếm. Ở đây có cái gì nè. Mấy quặng? Lại là 3 quặng. Ok. Tính ra mình không có tập trung chuyên môn vào việc tìm kim cương ấy. Cái kiểu như kim cương tới với mình liên tục luôn. Để xem lần này là bao nhiêu quặng đây. Đừng nói là 3 nữa nha. Lần này chỉ có 1. 2. 3 thiệt. Uầy, bữa nay đúng kiểu mình có duyên với con số 3 luôn á. Bên đây nữa nè. Bên đây là 3 hay sao? Đúng không? À không, bên đây là 1 thôi.
Hết có duyên rồi, hết có duyên với số 3 rồi. Nữa, nữa, nữa. Không chỉ một đâu, mà là hai lần. Rồi luôn, ngày ngày của mình đây rồi. Thích nha. Phải chi lúc nào đi tìm kim cương hoặc là tìm Axolotl cũng may mắn như vậy thì hay biết mấy. Ồ, ồ, định làm gì? Định làm gì? Đi xuống dưới mà tắm đi. Mặc đồ da với đồ vàng mà dám ha. Đỏ với người mặc full giáp Netherite. Bạn bị kinh rồi. Các ngươi sai rồi. Kiếm nhầm đối thủ rồi. Ok, ở đây chỉ có hai thôi. Ồ, đằng kia còn một nữa cơ. Ồ, cái hang này đã thiệt ta. Ui, chạy chạy chạy. Bọn nó dí mình, bọn nó dí mình. Tiếp tục. Bên đây là mấy đây? Bên đây là hai thôi. Này thì thích bắn. Nhỏ mà sung. Đây rồi. Nãy giờ mình ở dưới hang đủ lâu, thế nên là Axolotl đã dần xuất hiện thêm rồi nè. Ô, lần này là hai Axolotl luôn. Một vàng và một nâu. Mình sẽ bắt nâu trước đi. Rồi. Giờ tới lượt của Axolotl vàng. Núp đâu rồi? À, núp à. Này, núp, núp, núp. Mắc cỡ ha, xí hổ. À, à, này thì xí hổ núp núp nè. Còn nữa không? Mình có 3 là cũng ok rồi đó. 3 Axolotl cũng khá là đủ để mình có thể nhân giống từ từ lên rồi. Nhưng mà kiểu có thêm thì sẽ tốt hơn thôi. Ơ, à, đây, các bạn cũng thấy rồi đấy. Tìm Axolotl thì mình cũng tìm được vừa đủ 3 Axolotl luôn. Hôm nay kiểu như mình gắn liền với con số 3 rồi. Vừa về tới thủy cung thì mình sẽ thả Axolotl ra liền luôn thôi. À mà khoan. Tạm thời thì chắc mình sẽ xây một cái bể để mình nhân giống Axolotl trước đi. Kiểu mình nhân giống thật là nhiều, rồi tới lúc đó thì mình mới đưa Axolotl vô trong cái hồ này. Thì mình sẽ dễ hơn trong cái công việc tìm và nhân giống lên. Chứ mỗi lần vô đây á, mà Axolotl núp là mình bó tay tìm luôn á. Khá là khó. Mình sẽ làm cái bể này nó cạnh cái chỗ tưởng niệm Axolotl đã hy sinh của mình luôn. Và cái bể này chắc nó cũng sẽ khá là rộng ấy. Tại vì bữa nay mình kiểu như muốn tạo ra cả một cái đội quân Axolotl luôn á nha. Mình đã từng sở hữu đội quân chó sói hùng mạnh rồi. Bây giờ có thêm đội quân Axolotl hùng mạnh nữa thì còn gì tuyệt vời bằng. Ê ê ê, Panda ơi, đi ra Panda ơi. Vô một chổng là hết ga luôn á. Nè, đi ra đây, đi ra đây. Ra đây cho tre ăn nè. Rồi đó, mỗi đứa khúc cầm ăn đi. Nhích cái mông qua bên kia. Thiệt luôn á, cản trở giao thông quá đi. Rồi, cái bể của mình nó sẽ có kích thước cỡ như vậy. Rồi, cái này tính ra cũng không quá bự đâu. Mà ok, chắc đủ để mình nhân giống Axolotl lên rồi. Ở dưới này cũng phải lắp lại luôn nè, kẻo Axolotl chuồn mất. Và quan trọng hơn cả là mình sẽ cho thêm một ít nước vào đây, để Axolotl có thể dễ dàng bơi lội hơn. Giờ thì chính thức Axolotl đã có nơi ở mới rồi. Công việc còn lại của mình thì nhàn hạ hơn một xíu. Đấy chính là đi bắt cá để có thể nuôi được Axolotl thôi. Mà cá nhiệt đới ở phiên bản mới này thì nó không còn khó giống như lúc trước nữa. Vì cái biome rừng cây nước á đã giải quyết được cái vấn đề đấy của mình rồi. Nhà mình. Mình sẽ bắt đầu nhân giống lên thật là nhiều thôi. Mới đầu thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà càng về sau thì tốc độ nhân giống của mình nó sẽ được tăng lên đấy. Nên là lúc đầu mình phải cố gắng kiên trì. Và bây giờ coi kìa. Hai Axolotl chuẩn bị ve vãn nhau và... Yay! Chúng ta đã có được Axolotl con rồi. Nè, cho ăn này mau lớn. Cho ăn này cho mau lớn. Quên. Tí nữa là thả ra là mất luôn cái con cá nhiệt đới rồi. Hết luôn rồi. Không biết bao nhiêu số cá nhiệt đới đã dục vô cái hồ này đó. Hiện tại thì số Axolotl của mình nói chung thì cũng chưa có nhiều lắm đâu. Khi nào mà kiểu cái hồ này nó chật cứng luôn cơ, mình kiểu mình muốn nhảy xuống đây mà mình di chuyển không được luôn á, thì lúc đó cái đội quân Axolotl của mình nó mới kiểu như là đông đúc được. Lúc đó thì đi quẩy thì chắc chắn là mình sẽ chiến thắng trong mọi cuộc chiến ở ngoài biển. Ê! Ôi ôi! Ô! Mình đã có được! Đâu rồi?
Ui nhiều quá không. Mình đã có được Axolotl màu màu hiếm rồi. Ôi đâu mất tiêu rồi. Ủa. À đây 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 đây. Ui mình múc nhầm. Bây giờ làm sao để múc được Axolotl màu hiếm ra là một chuyện khá là căng nè. Đâu rồi ta? Ui sao mình hoa mắt quá à. Đâu rồi trời. Đây 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 đây. Ý. Thành công rồi. Mình đã thành công có được Axolotl màu hiếm rồi. Đâu rồi cái xô đâu ta, cái xô đâu? Để đây. Để xem, để xem. Trời. Đã quá à. Wow. Đây là cái màu nghe nói là rất là hiếm này. Thích chưa? Được luôn, hơi bị ưu tiên á nha. Cho ra đây là bơi riêng ấy. Mới mốt mình sẽ cho Axolotl này kiểu như làm Axolotl đội trưởng. Nó hơi bị quách xà lách luôn. À được rồi, mình sẽ đi tìm thẻ tên để mình đặt cho Axolotl tại cái tên luôn á, kiểu như để đánh dấu cột mốc là lần đầu tiên mình sở hữu Axolotl màu cực hiếm. Thích quá à. Ghé qua cái bác dân làng bán thẻ tên cái coi, để mình mua một cái thẻ tên và đồng thời đặt tên cho cái thẻ tên này luôn coi. Ok. Quả tên là thấy là hơi bị VIP rồi đấy. Đâu rồi ta, Axolotl của mình đâu rồi ta? Nãy mới thả vô đây á mà giờ đi lạc là buồn luôn á nha. Đó, bây giờ chỉ có một Axolotl thôi mà mình tìm là cũng hơi bị mệt mỏi nè. À đây 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 đây, thấy rồi. Đặt tên cho Axolotl thôi. Vậy là mình đã có được Axolotl và Romax đầu tiên rồi. Và chắc bây giờ mình sẽ kiếm thêm vài Axolotl và Romax bằng cách là nhân giống lên ở bên trong cái khu vực thủy cung đó. Ủa mà kìa. Ủa. Ủa sao bây giờ tự nhiên Axolotl của mình lại ít lại như vậy. Ủa gì kỳ vậy. Hồi nãy mình thấy Axolotl của mình nhiều lắm mà. Ủa vì lý do gì mà bây giờ Axolotl của mình bị thụt giảm rất là nhiều luôn rồi. Cái khe này mình đã lắp lại rồi mà. Ủa mình không hiểu nguyên nhân tại sao luôn. Hầu hết các Axolotl bự đều đã biến mất rồi. Ủa Axolotl có cắn nhau không ta? Chắc không đâu, Axolotl thân thiện lắm. Ồ mình cũng không hiểu tại sao mà số lượng Axolotl lại sụt giảm như vậy luôn. Oh man. Hơi bị buồn nha. Đây đây. Ôi mà quên, Axolotl này còn nhỏ mà chưa có nhân giống được, quên mất. Ờ gì chắc phải đợi cho Axolotl Bromax của mình lớn lên rồi. Phải ăn đi cho mau lớn nha. Mà mình vẫn không hiểu tại sao. Oh. Trong cái chuyến đi tìm mèo ở lần trước á, thì mình đã vô tình phát hiện ra một cái vùng biển mà có rất là nhiều gấu Bắc Cực FA luôn. Mà mình thì thấy FA cũng tội nghiệp á. Thế nên là thôi thì mình sẽ tạo điều kiện đưa gấu một là về trang trại của mình để ở. Nhưng mà như vậy thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Tại vì gấu thường là sẽ thích mấy nơi lạnh lạnh mà kiểu có băng đồ á. Thế nên là chắc phương án này không hợp lý cho lắm rồi. Nên là mình dẫn còn phương án thứ hai. Đấy chính là đưa gấu Bắc Cực qua cái khu vực gần gần thủy cung mình sống. Nhưng mà lúc đó thì mình phải chỉnh sửa lại một tí thôi. Nhưng mà không sao, mình sẽ có cách để cho phù hợp cái môi trường sống cho gấu Bắc Cực thôi. Giờ thì chắc mình sẽ làm một giấc rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại cái vùng biển đó. Đâu đó bên đây. À đây 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 đây. Thấy luôn, thấy luôn. Nhưng mà khoan, mình hiện tại quên đóng cái thuyền rồi. Đi vội quá không có đóng thuyền để chở gấu về. Thành thứ ra bây giờ sẵn tiện có cây là phải tranh thủ chặt một ít rồi sau đó đóng một vài cái thuyền. Chắc cần cỡ một cặp thôi, một cặp thuyền là ok la rồi. Ê, đằng kia còn có cáo tuyết nữa cơ. Đã vậy ta. Một cáo mẹ và hai cáo con. Trời, gia đình cáo tuyết nhìn vui quá ha. Đâu ta, gấu FA đâu ta. À đây rồi. Chú gấu FA mà lần trước mình nhắc tới nè. Dẫn FA, gấu dẫn FA này. Tội nghiệp chưa.
Ok. Dạ thì cho gấu lên thuyền nha. Lên thuyền về nhà. À, kiểu như kết duyên cho. Ok. Lên thuyền đi. Ơ, à, không chịu à? À gấu không leo lên thuyền được à? Nịnh đi. Lên thuyền đi. What? Ô chả lẽ gấu... Gấu panda leo lên thuyền được mà gấu... Gấu... Bắc cực không leo lên thuyền được. What the heck? Ờ, thật như vậy à. Ờ, cũng là gấu nhưng mà... cũng có gấu đít, gấu đát nha. Trời ơi. Phương án thuyền thất bại rồi, mình sẽ thử sang phương án dùng dây coi. Ê! Thuyền... Thuyền không chèo được nhưng mà dùng dây thì được. À vậy thì dễ hơn rồi. Mình có thể dẫn cùng lúc hai gấu về một lượt luôn. Quá là đã. Rồi. Chú gấu FA này sẽ hết FA rồi nha. Có bạn về chung nha. Hết FA rồi. À mà quên. Mình sẽ tranh thủ mình lấy thêm ít băng ở đây nữa. Để có gì về mình còn sử dụng trong việc trang trí ấy. Khá là cần thiết luôn. Ở đây có hai loại băng lận. Băng cái này là băng băng xanh thì phải. À băng nén, cái này là băng nén. Còn bên đây là băng hường nè. Mình sẽ lấy cả hai luôn. Đa xa là nơi ở mới của gấu Bắc Cực nè. Chắc mình sẽ làm một cái vòng bao quanh cái thủy cung của mình á. Ở bên ngoài này nha, chứ không phải ở dưới đâu. Ở phía trên này nè. Để cho gấu Bắc Cực muốn kiểu như đứng ở trên đó tắm nắng các thứ thì cũng dễ hơn. À. Nhưng mà đồng thời thì mình cũng phải đảm bảo là gấu Bắc Cực sẽ không có lội xuống dưới này. Tại vì ở dưới rất là cao, té nhiều khi là ha gãy chân đấy, không đùa đâu. Vậy là cái bức tường này, một là mình phải kiểu như chặn lại bằng một cái gì đó rồi. Và chắc thích hợp nhất thì mình sẽ dùng thủy tinh để mình rào lại, rồi mới bắt đầu xây cái nơi ở cho gấu Bắc Cực được. Sau khi đã có được một cái độ cao nhất định thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào việc làm nơi ở cho gấu thôi. Nói nơi ở thì cũng không hẳn, tại vì đây chỉ là cái nơi để gấu có thể đứng lên một cách thoải mái thôi, chứ không có kiểu như phải bơi liên tục giống như vậy. Kiểu vậy ha. À, mình sẽ xây cho nó ở phía bên ngoài viền của cái thủy cung giống như vậy. Và nó sẽ rộng ra bên ngoài cỡ tầm 2, 3 hoặc là 4 ô gì đó. Đủ rộng để cho gấu có thể di chuyển thoải mái thôi. Và như vậy sau khi hoàn thành cái khu vực xung quanh thủy cung thì nó sẽ có diện mạo như vậy. Mình có xây thêm một vài cái trụ giống như là những cái tảng băng bự bự gì đó. À, và bên cạnh đó thì mình cũng triệu hồi thêm một vài những cái người tuyết. Mà tiếc một điều là tuyết, người tuyết đi trên mặt băng này thì không có tạo ra cái lớp tuyết mỏng mỏng á. Cũng khá là xu luôn để trang trí thêm. Nhưng mà không sao, nếu có điều kiện thì mai mốt mình dỡ cái lớp băng này ra, mình thêm ít tuyết vào thì cũng ok đấy. Và... gấu bây giờ đã có thể vào những cái lều tuyết này để sinh sống rồi nha. Mình xây riêng cái lều tuyết cho gấu ở luôn đấy. Hơi bị thích nhá. Vô đây, vô đây. Không gian thì đủ cho hai gấu ở trong đây thổi con gà má luôn. Ồ, bây giờ mình sẽ thử bắt cá rồi cho gấu ăn đi. Tại vì gấu hình như cũng rất là thích ăn cá đấy. Đây rồi. Ở đây có những cái con cá tuyết nè. Mình sẽ săn nó. Sau đấy thì bay qua cái lều tuyết của gấu thôi. Chúng ta chuẩn bị cho gấu đẻ ra nè. Không biết có đẻ ra được hay không. Thử coi. Ồ, không ăn được. Ờ, tiếc quá à. Phải chi gấu mà cho ăn được á thì mình sẽ cho ăn để sinh sản ra thêm. Dù sao thì hôm nay mình đã đưa gấu về giống như là sống ở cái khu vực thủy cung mình thì cũng vui nhà vui cửa hơn rồi. Sắp tới thì bên ngoài còn có gấu. Cái lâu lâu mình có thể đưa gấu Bắc Cực xuống đây chơi nè. Đó. Ôi, cái gì đây? Cái gì vậy gấu panda? What the... Không hiểu luôn. Đó. Ăn, ngủ, xong rồi quay ra chổng chân lên trời. Bó tay được chứ. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ cất đồ để chuẩn bị cho công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thôi. Hôm bữa mình có làm một cái chỗ farm Guardian, nhưng mà
cái sản lượng mà nó cho mình thì không được nhiều cho lắm. Thế nên là mình đã chỉnh sửa lại bằng cách là đổi cơ chế. Lúc trước là mình sẽ cho nó từ dưới này, nó sẽ được cục cát linh hồn đẩy lên trên rồi mới rớt xuống cái lỗ. Nhưng mà mình thấy như vậy thì không tối ưu, nên là mình đổi sang cục mắt ma thử xem. Hy vọng là cách này sẽ tối ưu hơn và cho mình một cái lượng đồ nó ổn định hơn. Mà đổi sang cách này thì mình phải đổi cách hút đồ nữa. Là mình sẽ làm một cái hệ thống đường ray và sẽ mỏ chứa rương, ổ chứa hopper, để nó có thể hút đồ liên tục. Chứ không thôi là đồ nó sẽ kẹt ở trên mà nó không nhảy xuống rương cho mình ấy. Rồi, mình đã đặt xong hết những cái đường ray tăng tốc rồi. Bây giờ thì chuẩn bị lắp mấy cái đường ray thường nè. Ui, nói gì là tầm bậy. Mấy chỗ nào khó thì phải dùng tới cái cần gạt thôi. Mấy cái này thì nó dễ hơn rồi nè. Cho nó nói qua giống như vậy. Beautiful. Ở đằng kia cuối đường thì mình sẽ là cái đường ray tăng tốc nha. Đã tới lúc để chúng ta test cái đường ray rồi. Để xem nó có chạy trơn tru hay không đây. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ chạy đi, cứ chạy đi. Cuối đường mà nó vòng ngược lại là ok. Ôi. Ủa, có sai không gì không ta? Ôi, hình như cuối đường sai nha. Ồ, như vậy là sai chắc luôn rồi. Oh man. Đây, cuối đường mình sẽ cho vô tới trong kia luôn đi. Rồi đó, giờ mới đúng nè. Vô form nha. Bây giờ thì mình có thể đi ra ngoài và an tâm kiểu như là lắp lại thôi. Cái chỗ nước chính giữa đó mình có thể lắp lại cũng được á. Lắp hết vào. Như vậy. Cửa sập đập luôn. Cho nước nó tràn vô đây full. Để càng nhiều nước thì càng tốt. Càng nhiều chỗ cho những con Golden xuất hiện. Để mình có thể lấy tinh thể lên chu biển thôi. Rồi bây giờ thì chỗ này khá là hoàn hảo rồi đó. Mình mong là nó sẽ hiệu quả hơn và cho mình số lượng tinh thể lăn chùa biển nhiều hơn lúc trước. Giờ thì tới chuyên mục AFK thôi. Hiểu rằng chuyến này mình sẽ có được bao nhiêu những cái tinh thể lăn chùa biển đây. Oh, nhìn sơ qua thì có vẻ là lượng đồ nó đã nhiều hơn cái farm lần trước rồi. Và bọn chúng đang liên tục bị đốt bởi mắt ma kìa. Để xem cái rương dưới này được bao nhiêu nào. Tốt nha. AFK có một tí thôi mà được chiêu đây là được lắm luôn rồi. Như vậy thì mình đã thành công kiểu như thay đổi cho cái máy farm Golden của mình. Để sắp tới có gì mình còn được một cái lượng tinh thể nó nhiều hơn và ổn định hơn nữa. Vì ở đây nó còn nhiều lắm nè, mà xe mỏ kiểu nó hút không kịp á. Và trong quá trình AFK cũng như là chỉnh sửa lại cái chỗ farm thì chắc Axolotl Bromax của mình cũng đã trưởng thành rồi. Để mình đi tìm Axolotl Bromax của mình cái đã. Đây, em đây. Lớn rồi. Trời ơi. Em đã trưởng thành rồi. Đi, đã tới lúc để chúng ta kích đôi rồi Axolotl. Anh sẽ cho cưng kích đôi với Axolotl màu hồng luôn nha. Hơi bị dễ thương. Đâu ta, hồi nãy mà. Đây luôn nè. Rồi. Lần hẹn hò đầu tiên của Axolotl Bromax đây. Lần này ra màu hồng á. Ok, cũng được. Hy vọng là lần sau sẽ ra Axolotl Bromax nha. Hiện tại thì cái đồng hồ Rolex của người Sắt chỉ có đúng một cái đầu rồng thôi. Mà trong khi cái đồng hồ này chiều ngang nó 2 ô lận. Thế nên là chắc mình sẽ đi qua thế giới kết thúc để kiểu như kiếm thêm một cái đầu rồng và gắn vào cái đồng hồ Rolex đó. Thế nhưng mà đồng thời thì mình cũng muốn kiểu như là đánh rồng thêm một lần nữa. Vậy nên bữa nay mình sẽ triệu hồi lại rồng Ender và bêm rồng thêm một lần nữa nha. Để xem lần thứ hai này mình bêm rồng nó có thuận lợi hơn hay không. Nhưng mà trước tiên thì chắc phải ly lấy những cái nước mắt gas rồi. Để mình có thể làm được những cái pha lê kết thúc nữa. Gas. Đây, mình nghe tiếng gas rồi. Tới công chuyện thôi. Này thì gas nè. Chạy đi đâu. Này thì gas nè. Có nước mắt không? Giọt nước mắt đầu tiên. Có giọt nước mắt thứ hai không? Lần này thì không có rồi. Ê, giọt nước mắt thứ hai.
dòng nước mắt thứ ba đây luôn rồi. Ý, con Sumbo Romax. Đưa cái... cởi áo ra. Cởi áo ra. Cởi luôn, không cởi cái gì luôn. Yes, và đủ 4 giọt nước mắt rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cần 4 con mắt của Ender, cũng như là một vài tấm kính. Và chế tạo ra pha lê kết thúc thôi. Mình sẽ làm được 4 cái. Và cái này rất là nguy hiểm nha, mình không nên đặt ở nhà đâu. Nhỏ mà ở nhà mà mình đụng nghịch nghịch á, nó làm một cái đùn một phát là thôi xong luôn. Bây giờ thì nhanh chóng trở lại cái khu vực Stronghold và bước qua thế giới kết thúc để chuẩn bị cho màn combat cực mạnh với cái con rồng Ender thôi nào. Để xem lần này con rồng Ender sẽ trụ được trong bao lâu. Chuẩn bị cho nghi thức triệu hồi rồng Ender thôi. Đây và ở đây. Ui, giật mình. Đấy, nghi thức triệu hồi rồng Ender đang diễn ra nè. Đầu tiên là nó sẽ hồi sinh lại mấy cái chỗ pha lê trước. Trong lúc nó chuẩn bị hồi sinh thì mình đi đập luôn. Tại sao mình không làm vậy? Đỡ biết là bao, mặc khuôn giáp vô nha. Nguy hiểm đó. Ôi chưa đập được. Đợi nó triệu hồi xong mình mới đập được nha. Ok. Một cái đầu tiên. Vì bây giờ mình có cánh á, nên là cái việc mình bay qua những cái ụ này nó đã dễ dàng hơn rồi. Đó, và mình sẽ vừa bay và vừa bắn. Giống như vậy. Hơi bị tốc độ luôn. Liên tục là những pha bắn pha lê của mình. Ê, con rồng nó đánh mình bay tít lên trời ơi. Ô mày chuối. Cẩn thận cẩn thận, vừa bắn mà phải vừa né nha. Mình bắn mà mình đâm thẳng vô cái pha lê là coi như xác định luôn á. Còn cái nào nữa không? À còn mỗi cái này thôi. Rồi luôn. Con rồng tới số rồi. À, lấy đinh va phóng vô liền. Rồi con rồng kia. Xác định ngươi rồi. Mình sẽ đi tìm nó và lấy chính cây cung của mình để bắn nó. À, nó chuẩn bị đáp, nó chuẩn bị đáp. Nó chuẩn bị đáp. Mình sẽ tranh thủ mình cấu rỉa máu nó. Đây là lúc mình có thể bắn được khá là nhiều á. Gần 1/3 cái máu của nó rồi. Xong, giáp lá cà thôi. Tới số ngươi rồi. Ây da. Trời ơi, con này nó mạnh thiệt. Nó quật mình một phát bay lên trời luôn. Nhưng mà cái kiếm của mình mạnh hơn. Dùng dãy cái gì? Ouch. Mình sẽ bay theo và bắn vô mông con rồng này. Ây da, bắn nó mà nó dội ngược lại đây luôn nè. Con rồng này da trâu à. À nó là chuẩn bị rớt xuống kìa. Ui ui ui. Có vẻ đứng trực diện để bắn rồng không phải là một cách hiệu quả đâu. Rất là nguy hiểm đấy. Và chuẩn bị mình sẽ tiện nó đi về thế giới bên kia lần hai nào. Goodbye. Goodbye. Goodbye rồng Ender. Ây da, ây da, ây da, coi chừng, coi chừng. Giờ chết cháy là nhục lắm nha. Ok. Và mình lại đánh bại rồng Ender thêm một lần nữa rồi. Tuy nhiên lượng kinh nghiệm lần này mình nhận được thì nó không có nhiều giống như lần đầu nữa. Nhưng mà được cái là nó sẽ mở cho mình thêm một cái cánh cổng dịch chuyển mới. Mình sẽ qua bên đó để hy vọng là tìm được một cái thành phố kết thúc tiếp theo nha. Lần trước mình khá là may mắn luôn vì vừa qua bên cánh cổng này là mình gặp luôn cái thành phố kết thúc rồi. Hy vọng lần này cũng vậy. Rồi rồi. Let's go, let's go. Đi đâu đây? Có thành phố ở đây không? Oh no, lần này thì không có thành phố kế bên rồi. Nhưng mà không sao. Ủa? Trời ơi, làm mừng hụt. Đây là cái thành phố lần trước mình gặp nè. Cái cổng dịch chuyển cũng như không à. Đây còn một cổng dịch chuyển khác nè. Mình có thể đi vô cổng này để biến về đảo chính á. Nhưng mà thôi đi, mình chưa tìm được thành phố kết thúc mà. Về cái gì? À, đây rồi. Thành phố này có thuyền luôn. Phải như vậy chứ. Mình sẽ bay lên cái con thuyền kết thúc này liền. Để mình lấy cái đầu rồng và mang về gắn vô cái đồng hồ Rolex cho người sắt. Ok, lấy thôi.
Tuyệt vời, tuyệt vời. Tiếp theo thì xuống dưới này để mình đánh con Suker này cái. Ôi, nó tốc biến đi à. Có thêm cái cánh luôn. Ồ, một cái quân sửa chữa nè. Cũng tốt quá nè. Một cái kiếm hại thêm ma. Lấy thêm một ít thuốc luôn. Giờ thì tới những cái căn phòng bên trong thành phố đó coi. Trời, nó bắn 3 phát một lượt. Trời đất ơi. Con Suker gì mà dữ vậy? Đây đây, căn phòng kia có rương nè. Mình sẽ ưu tiên những căn phòng có rương trước. Đây, hai cái rương luôn nha. Ổn sửa chữa. Uầy, tốt tốt tốt. Ui da, nhưng mà bị bay như vậy thì không tốt chứ nè. Nón sửa chữa. Chà, chiến này vô thành phố có vẻ bội thu đây. Toàn đồ tốt thôi. Sẵn tiện thì mình sẽ farm thêm một tí vỏ Suker về để làm rương Suker luôn. Căn phòng tiếp theo mà nằm trong diện tình nghi có rương của mình là căn phòng này. Thấy nó cũng khá là cao này. Chính xác rồi, phòng rương Ender luôn á nha. Để mình vô đây mình lấy cho an toàn. Ủng à, ủng bảo vệ. Tưởng đâu ủng kim cương nữa chứ. Ủa, ủng sửa chữa nữa chứ. Cái rương Ender này mình lại lấy về luôn. Quá đã. Căn phòng có rương tiếp theo mình nghĩ là căn phòng phòng này hoặc phòng này, hai ha, một trong hai thôi. Chính xác, chính xác. Ouch, lọt rồi. Không sao, mình vẫn mở được từ hướng này. Ồ, một cái áo giáp cũng tương đối tốt nè, nhưng mà nó có cái dòng lời nguyền biến mất rồi. Cũng không. Ồ, một cái nón bằng sắt nhưng mà được cường hóa rất là tốt nữa nè. Chà, thêm một cái rương Ender thì mình sẽ lấy về luôn. Đằng kia vẫn còn hai cái rương. Cái thành phố lần này mình tìm ra được á, nó đúng nhiều rương luôn á nhờ. Thích ghê. Để mình loot nốt rương đi, rồi mình sẽ sở mấy con Suker này. Quần lợi nguyên ràng buộc luôn à. Oh no, cái đó là không tốt nha, cái đó là không tốt thế nào nha. Đừng có dại mà mặc vô thử. Dại là không có cởi ra được đâu á. Ok, hai cái quần lợi nguyên luôn á, sợ thật. Sao chiến đây đi này trong đúng một cái thành phố thôi mà mình được nhiêu đây đồ thì cũng tương đối là ok rồi. Giờ thì trở về thôi, mình đã đạt được thứ mình cần. Đấy chính là cái đầu rồng. Ok, về nhà thôi. Rồi, công đoạn tiếp theo là ghé vô cái tay của người sắt, lấy cái đầu rồng ra và thay thế cho cái chuông kia. Tán tạc. Ôi, lệch. Lệch mất rồi. Tán tạc. Vậy là xong rồi. Đồng hồ Rolex đầu rồng của người sắt đã chính thức hoàn thành. Ai chà chà, nhìn là VIP. Nhìn là thấy VIP ở đây. Nữa có điều kiện hơn thì sẽ thành là 4 cái đầu rồng luôn nha, chứ không phải là 2 cái như vậy đâu. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã thành công đưa gấu Bắc Cực về cái khu vực xung quanh thủy cung mình để sinh sống rồi. Ngoài ra thì mình còn lai tạo thành công được Acelot màu hiếm nữa. Đúng là một ngày màu hồng của mình mà. Quá đã luôn. Và hy vọng trong thời gian sắp tới thì mình có thể tạo ra một cái đội quân Acelot màu hiếm để đi quẩy cho nó căng nha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày sinh tồn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.